Dạ, Quang Minh xin thân ái kính chào quý vị. Giữa lúc sau này Quang Minh đi diễn thì có một số khán giả có hỏi Quang Minh là tại sao lúc này em thấy anh Quang Minh có quảng cáo cho hộp thông minh.tv. Rồi hỏi Quang Minh là cái hộp đó nó có gì hay hay không? Mà tại sao anh Minh quảng cáo cái hộp đó hấp dẫn quá vậy? Thì nhân đây Quang Minh cũng xin thưa là Quang Minh đã xài qua cái hộp thông minh.tv này rồi. Và cái hộp thông minh.tv này có những ưu điểm sau đây. Thứ nhất là rất là dễ sử dụng. Thứ hai là có rất nhiều đài tiếng Việt và tiếng Mỹ cho chúng ta xem. Và thứ ba, cái này mới hấp dẫn nữa quý vị, là mình có thể hát karaoke từ cái hộp thông minh.tv này. Và cái một cái điểm đặc biệt nữa là quý vị biết cái gì không? Là quý vị không cần trả tiền hàng tháng. Đó là những điều mà Quang Minh rất là hứng thú và hãnh diện đại diện cho hộp thông minh.tv để giới thiệu tới các quý vị. Chỉ cần 15 phút, quý khách có thể cài đặt và thưởng thức hàng ngàn chương trình truyền hình, phim, ca nhạc Việt ngữ miễn phí trên hộp thông minh.tv. Đừng quên hỏi nhân viên về chương trình giảm giá nếu có người giới thiệu. Hãy tặng người thân món quà thông minh TV hôm nay. 888-999-1906 888-999-1906.